thử vô phòng public tập mấy tụi kia. Vậy vô phòng public đập mấy tụi kia. Vô đó kiểu chừng mấy thằng level trăm mấy vô đó quất mình ngược lại thì có. Nên cầm hôm qua mới đi vô public mới gặp mấy thằng cầm số nồng vô quất nữa, vãi liền luôn. Vô tăng bounty á. Tôi quất nổi chiếc limo bạc. Bounty tùy thằng nó bị set nó mới bắn. Ủa mà nhiều lúc á, nhiều thằng bị bounty nhiều á. Trời má, nguyên đám bu vô đập một thằng vui bỏ mẹ. Ok, lấy tôi lấy vô. Ok. Ủa có thằng gì nó vừa như vừa mới trèo ngay trên cái bảng gì phải không? What the fuck? Nó lơ lửng trên cái bảng gì á. Thằng công nhân á. Đừng quan tâm đi. Cái gì đâu mà trèo lên bảng gì vãi liền vậy. Nó đang đi ngon làm bị anh kia tông cái văn luôn. Nói liền. Chạy qua đầu kia rồi bay vô quân đội đi kiếm chiếc phản lực rồi bay về thành phố. Chứ cha bị quá tệ rồi. Ông rồi có bắn nữa cơ, ngồi xem mà ông có bắn nữa tùm lum la hoài. Ông rảnh thiệt luôn á. Dư đạn nữa. Dư đạn có 9.000 viên. Có 9.000 viên đạn lên. Một sao mà nãy giờ cảm thấy nó không tìm luôn. Mấy này cũng bực. Qua luôn, 4 sao làm sao mà fail được. Fuck this shit. Hay quá. Rồi kiếm chết đi, tôi bắn nha. Nó rút xe tăng rồi bây giờ, chưa gì thấy có xe đi đằng sau lưng mình rồi kìa. Giờ đáng lẽ giờ này ông mới nên xử lý nó đây nè. Chết rồi. Chết trong mấy cái đông đây nè, mấy cái khu này nè. Mà nếu có một cái chiếc này nè, đáng lẽ nó phải nằm đây nè. Fuck you bitch. Dựng đây ông nên bắn rồi đó. Nó chết đâu hết rồi. Chẳng lẽ thì current gen lên next gen là mất hết sạch chết sao? Nếu cái nữ, what the fuck? Nếu có luôn. Đổ mía. Bây giờ má đường ra đâu nữa ba. Nè, tôi đang đứng đi đằng sau lưng đó nè, tôi vừa mới hết sao. Mà nó đang đi tìm tôi mà tôi đang đứng ở sau lưng nó mất cười mà. Đang trên cầu hay dưới cầu nè? Hai ba thằng luôn ở dưới cầu. Ôi, ok rồi đứng. Nè. Nhìn mặt mấy này mắc cười lắm ba. Để tôi thông nó kìa. Ê, ông thấy thằng nào không hay? Nhất vô nhị đấy. Có thằng nữa, có hai thằng đó là hai thằng đang đi nè. Mẹ, mày thì... Còn thằng đằng kia kìa ba. Ê, hey, yo, what's up? Ê, hey, headshot. Tôi đã... Lên xe. Chiếc này chiếc băng tối vậy. Vậy, tôi biết mà. Ừ. Chiếc độc nhất vô nhĩ lẹ lên quân đội tới. Ăn nhầm gì? Nói dù, có gì ai bắn vậy? Đừng có bể cửa luôn nha. Má, vãi liền quá vậy. Tôi nghi ngờ cái vụ ông lái xe lắm nha. Ây da, rồi, nhìn cái này nhìn bằng first person thấy không ổn mà nha. Nhìn ảo lắm, đừng lo. Lúng xe. Thế nhìn bự quá ông ơi. Đi xuống dưới cầu à. Rồi, ông còn cái ý tưởng nào hay hơn không? Đằng nào thôi, tụi nó cũng biết mình đang đây. Nó biết rồi, xe tụt rồi. Xe này không đủ mã lực, tôi chạy đi. Nó chúng ta đang bị quanh tịch đó, không biết không? Ồ, má nhìn bự quá. Gọn Lester đi. Lester gọi chi ba đang vui quá. Má như phim hành động nha ba. Má như phim hành động á. Mà chiếc xe của thằng tội phạm. Má nhìn như phim hành động á. Má tụt quá tụt quá. À, ờ. Chạy đàng hoàng không ơi. Chạy đàng hoàng không ơi. Má nhìn dưới phía mình động bựa quá. Chạy. Ôi, tông mình bây giờ, nó tông rồi kìa. Ôi, nó bị lắc. À, đừng nói đi lên núi nha. Thôi lên núi đi, đúng rồi, ý tưởng hay á. Thôi đi tiếp đi. Đông bởi liền ra. Để tôi cho nó ăn bom. Sticky bomb. Đừng ném chút xe nha không. Chiếc xe này là cơ hội cuối cùng á. Từ, tôi sẽ nhắm đó.
Chạy 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 em ơi, chạy em ơi. Chạy 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 chạy. Cho em nổi cháy bánh nè. Cái này dữ. Chạy đi em ơi, chọi làm gì em ơi. Dính dính gì rồi? À quên nâng cấp bulletproof tire cho con này. Quá đẹp, chạy đi em ơi, chạy chạy đi. Ông chạy đi để tôi chọi cho. Đó, thấy chưa, thấy tôi chọi hay không, hay chọi hay không. Thì nói chung ông cứ chạy đi, ông vừa chạy vừa chọi sao được. Chạy chạy. Đó, thấy chọi, chọi cũng ngu nữa, đây tôi chọi cho. Chạy đi chạy. Chạy chạy chạy. Chạy đi, lo chạy đi ông ơi. Chạy không nổi nữa, bánh bánh kẹp lắm. Kẹp lắm, bình tĩnh, bình tĩnh, em biết đi, 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 rồi nổi đi. Rồi, rồi, qua đi. Qua qua chiếc xe luôn đi. Nhìn bữa. Ôi nó nổ, nó nổ, nó nổ. Surprise motherfucker. Chạy rồi, nó chết luôn. Em đi ngoại ô ra biển chơi xong cứ gây khói gây sự này nọ, ông chọi tôi lúng lá vậy. Cái tôi cho ông ra khỏi xe này quá. Fuck you bitch. Ngồi trên xe không có mi nữa, chọi hết người này hải hết người kia. Ông á, làm bạn với ông có ngày vãi liền đây. Ô má đi biển đi má. Ừ má đi biển đi, đúng rồi. Ờ mấy cái bay này không phải biển luôn hả? Cái này không phải khu resort mà chúng ta đang ngoài đường. Chắc tụi nó không biết mình đây đâu ha. Ờ má đi này ngu quá mình. Má hay hay vãi. Má ngu quá không thấy mình luôn. Vãi vãi thiệt. Mới công nhận mình nó lái hay quá, cảnh sát đi quá. Ở chết mẹ, nó quay lại nghe. Nó quay lại, nó quay lại quá. Ôi, hết sao luôn. Hết sao luôn. Vừa quay lại hết sao luôn. Má hên thiệt, đếp ta được. Má nó vừa quay lại hết sao luôn. Má vãi. Ra ra đây, ra 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 ra. Ra ra ông ơi. Ờ đẩy 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 vô, đẩy vô, đẩy vô. Trời ơi, thằng này không bắt ông tôi. Đẩy tôi vô ông ơi. Ok, đẩy 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 đẩy. Ông hút hút cái đuôi xưa vô. Vô được mà, lo gì. Giờ vô nè. Rồi, ok. Xe vô được nè. À! Đi ra, đi ra ông ơi. Đòi vô đây luôn á hả? Vô đây mới vui mà. Kẹt trong. Ê ông có để bánh trong bàn không nè? Có. Nhỏ này làm gì thấy sợ dữ ta. Mấy lần sau đừng mua áo đây nữa nha. Tôi vừa mới giết bà bán okay. Áo rồi. Á đù. Má, quá liền, đếp tôi được, đếp tôi được. Nãy giờ tôi gọi mình.